Cuộc sống này có khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vọng không? Nếu có cũng đừng lo, bạn không cô đơn đâu, ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Người học càng cao, càng cảm thấy mình kém cỏi. Người càng biết rộng, càng cảm thấy mình nhỏ nhoi. Khoa học công nghệ càng phát triển, con người càng trở nên vô dụng. Và càng đặt nhiều hy vọng, chúng ta lại càng dễ cảm thấy tuyệt vọng. Những câu nói ấy tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng có bao giờ bạn dừng lại một chút, dành một ít thời gian để nghĩ về nó trước khi tiếp tục bước trên con đường nhân gian đầy ải đau thương này? Tuyệt vọng là một trong những chướng ngại vật trên chặng đường cuộc đời mà ai ai cũng đều phải va vấp ít nhất một lần. Vậy bạn đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa? Vì sao chúng ta cảm thấy tuyệt vọng? Tuyệt vọng có lợi ích gì cho loài người? Và chuyện gì xảy ra với cơ thể khi mà mọi thứ đều mang đến sự tuyệt vọng? Làm gì để có thể thoát khỏi hoặc kiểm soát được tuyệt vọng? Thêm nữa, các loài động vật khác có cảm thấy tuyệt vọng hay không? Hiển nhiên, không ai muốn rơi vào trạng thái này cả. Dù già hay trẻ đều không thích và chẳng muốn. Dù giàu hay nghèo cũng đều không ưa. Nhưng thực tế mà nói, đố bạn tìm được người nào mà người đó chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng trong đời. Đừng nói bạn không biết tuyệt vọng là như thế nào nha. Giải thích nhanh nè. Đó là một trạng thái tâm lý xảy ra khi một người cảm thấy rất mất hy vọng, thất bại hoặc không thể giải quyết được vấn đề. Người tuyệt vọng không còn bất cứ mong đợi gì trong tương lai, chỉ thấy toàn điều tiêu cực, mất đi niềm tin vào bản thân và không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng đó. Tuyệt vọng thường kèm theo lo lắng, buồn bã, sợ hãi, có thể dẫn đến tự tử hoặc tổn thương bản thân. Nếu bạn đang tuyệt vọng, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia hoặc những người thân yêu. Còn nếu bạn đang tuyệt vọng mà lại còn FA, thì chúc mừng bạn, bác sĩ cũng bó tay luôn rồi. Hẹn gặp bạn ở kiếp sau nha. Đó, bạn có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa? Người hy vọng sẽ nghĩ là còn có kiếp sau. Còn đối với người tuyệt vọng thì mọi thứ đã là dấu chấm hết. Họ chẳng còn tâm lý và tinh thần để mà tiếp tục sống đâu. Giống như sự đối lập giữa lạc quan và bi quan. Nhưng hy vọng và tuyệt vọng mang tầng ý nghĩa sâu xa hơn, cũng như có những tác động mãnh liệt hơn lên cuộc sống của mỗi người. Nếu biết đến tác động lớn như vậy thì tại sao con người vẫn lưu giữ và cảm thấy tuyệt vọng làm gì? Tại sao không tiêu diệt nó luôn? Xem nó đơn giản như một dịch bệnh, một loại virus chẳng hạn. Vì tuyệt vọng không đơn giản như vậy, nó ăn sâu vào tiềm thức nhân loại và là một trong 7 bản thể bất tận của sự tồn tại, không thể triệt tiêu và trốn tránh được. Giống như việc bạn xem kênh một video vậy, xem tới đây thì bấm subscribe, đó cũng là một hành động không thể tránh được. Nhưng trái hẳn với tuyệt vọng, hành động này lại mang đến rất nhiều hy vọng cho bọn mình, và việc làm đó cũng giúp lan truyền thông điệp đến những ai có cùng chí hướng và tâm tư như chúng ta vậy. Vì một hành động hữu ích mà lại không được cộng đồng khích lệ, đó cũng là nguyên nhân kéo đến sự tuyệt vọng. Con người có thể cảm thấy tuyệt vọng vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, đó là thất bại và thất vọng. Khi chúng ta không đạt được mục tiêu hoặc thất bại trong việc thực hiện một kế hoạch quan trọng, ví dụ như trượt đại học, buôn bán ế ẩm hoặc bị bắt khi mang hàng cấm qua cổng hải quan. Thứ hai, tình cảm. Khi chúng ta đánh mất tình cảm, gặp sự bất hòa giữa những người thân yêu, ví dụ như lúc vừa mới chia tay người yêu xong. Thứ ba, stress và áp lực. Khi gặp áp lực cao, nặng nề hoặc căng thẳng, bất kể đó là môi trường nào, ví dụ như trong gia đình thì luôn bị áp lực về việc cưới sinh, rồi cưới xong thì áp lực về mặt sinh con sinh cháu, hay như trong công việc thì áp lực chạy KPI, chạy deadline. Thứ tư, rối loạn tâm lý. Đó là trạng thái trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn tâm thần. Đây là con đường nhanh nhất để đi đến tuyệt vọng. Cái này thì mình không ví dụ được vì nó là một dạng bệnh cố hữu rồi. Thứ năm, chấn thương sọ khỉ. Gặp tai nạn, thảm họa hoặc bạo lực. Yếu tố thứ sáu nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tuyệt vọng, đó là sự thiếu hụt. Ví dụ như thiếu hụt về mặt tài chính, thiếu thốn về mặt tình cảm hay những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nếu không được đáp ứng đủ thì lâu ngày sẽ thành stress, gây ra rối loạn tâm lý để rồi dẫn đến sự tuyệt vọng và kết thúc sự sống, hoặc tệ hơn. Nó nguy hiểm bởi làm người ai chẳng có nhu cầu, ai mà chẳng bị thiếu hụt. Nó nguy hiểm bởi nó tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày, dồn nén dần theo năm tháng và không thể đơn giản mà loại bỏ hoàn toàn được. Nó nguy hiểm bởi có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ ở đâu, bất cứ thời điểm nào. Một khi những cơn thèm khát của chúng ta không được đáp ứng thì nó đều gây ra sự thiếu hụt. Nhưng bạn đừng lo, vì cảm giác đó cũng có lợi cho loài người đó nha. What? Bạn không nghe nhầm đâu. Tuyệt vọng ở một khía cạnh nào đó vẫn đem đến lợi ích chung cho xã hội. Đó là khía cạnh gì? Dạo trước trên Internet, nổi cộm vụ ăn mày online, giả bệnh tật, giả đáng thương, giả bộ tuyệt vọng nhằm thu hút sự chú ý, lợi dụng sự đồng cảm của cộng đồng mạng nhằm chuộc lợi cá nhân. Trường hợp này không phải để nói về lợi ích của sự tuyệt vọng nha, mà là nói về sự đồng cảm.
đứng trước một cảnh tượng cực kỳ tuyệt vọng, con người rất dễ mũi lòng, trở nên đồng cảm và vị tha, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tự nhiên cái ham muốn chia sẻ và bảo bọc. Hay như có câu, trong tuyệt vọng mới thấy hy vọng. Chính những cảm xúc tiêu cực này đã khiến chúng ta hiểu thêm về sức mạnh nội tại, khám phá ra nhiều điều mới mẻ trong suy nghĩ, cũng như giải được những bài toán mà chỉ có những thiên tài mới giải nổi trong cơn cùng cực, tạo sự tập trung cao độ và khai sáng trí tuệ, tư duy, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, nhà văn, nhà thơ. Và bản thân mình cũng viết bài này khi cảm thấy tuyệt vọng vào cuộc sống và xã hội, khi phải làm ngơ trước những gì tai nghe mắt thấy và rõ ràng nhận ra được trong hàng tỷ tỷ khả năng có thể xảy ra của đa vũ trụ, dù mình có là ai đi nữa, mình không hề quan trọng và không là gì cả. Điều gì làm nên sự thay đổi trong suy nghĩ và tư duy như vậy? Bất ngờ với tác động tích cực của sự tuyệt vọng lên cơ thể con người. Số 1. Buồn quá chán ăn. Những tưởng có hại, nhưng việc giảm tiêu thụ calo trong thời gian ngắn giúp cơ thể đốt cháy được lượng mỡ nội tạng cứng đầu và buộc hệ thống trao đổi chất của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Số 2. Khổ quá nên khóc. Khi khóc ở lượng vừa phải, kích thích sự hoạt động của tuyến lệ, tăng lượng dưỡng chất và bơm máu nuôi nhãn cầu, đẩy được những vi khuẩn hay bụi bẩn ẩn sâu trong hốc mắt ra ngoài. Số 3. Đau lòng quá nằm ì trên giường, bỏ học bỏ làm, tạo điều kiện cho cơ thể được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian lao động mệt nhọc. Số 4. Chia tay xong xóa hình, lóc ạt, lại vô tình giúp giảm bớt thời gian lướt smartphone và sử dụng mạng xã hội vô tội vạ. Số 5. Suy nghĩ vẩn vơ, nhớ về quá khứ, giúp kích thích não bộ hoạt động, nhất là vùng ký ức và những khu vực mà thông thường chẳng thèm để ý tới, dẫn đến tư duy trở nên vững vàng và sâu sắc hơn. Nhưng hãy nhớ là, đó là khi tuyệt vọng trong thời gian ngắn thôi nha. Nếu kéo dài quá, thì hậu quả như mình đã nói phía trên rồi đó. Như vậy thì vấn đề ở đây không phải là để trốn tránh tuyệt vọng, vì trước sau và bằng cách nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Vấn đề ở đây là làm sao có thể vượt qua được, kiểm soát được và biến tuyệt vọng trở thành sức mạnh nội tại bên trong. Giải pháp ở đây hiển nhiên có một phần nào đó giống với video mình có nói về dục vọng, lòng tham và sự khao khát. Còn riêng đối với sự tuyệt vọng thì mình chỉ có một lời khuyên chân thành duy nhất thôi. Nếu trong cuộc đời này bạn vô tình gặp phải sự tuyệt vọng thì hãy cứ trải lòng đón lấy nó. Hãy khóc khi còn có thể, hãy buồn khi còn tỉnh thức để rồi ngoảnh đầu lại, chào tạm biệt sự tuyệt vọng mà bước tiếp. Vì bất cứ cảm xúc nào đi chăng nữa, có xấu cách mấy cũng không thể lớn và đẹp bằng tình yêu và bản thân và sự sống đâu. Dù biết hơi sến, dù biết là mình rất nhỏ bé trong hiện thực này, nhưng mình đảm bảo rằng chúng ta là cả một vũ trụ đối với ai đó. Chí ít thì bản thân mỗi cá thể người cũng đã là một vũ trụ rồi còn gì. Bạn hãy thử nhìn lại xem có đúng không. Và đối với các bạn trẻ ngoài kia, hãy yêu đời trước đã, hãy dấn thân và trải nghiệm, bởi không có thành công nào được xây dựng dựa trên mỹ miều và yếu mềm cả. Tất cả đều cần phải có một nền móng thật cứng chắc, thật vững vàng. Còn bây giờ, hãy cùng chờ xem nhân vật cuối cùng trong series nhé. Đó là Hoàng Tưởng.